Sáng nay, tại khách sạn Phúc Hưng ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử, xuất hiện tình trạng nhiều người dân tham gia chương trình hội thảo tặng quà miễn phí. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và tiến hành kiểm tra về hoạt động mua bán hàng diễn ra tại đây. Rồi, biết rồi, con cháu. Đi hội thảo. Hội thảo á? Ừ. Thế trong đấy có đông người không? Đông lắm. Công an hôm nay cho về sớm, công an kiểm tra. Dạ vâng. Cho chúng tôi tập thể dục này, rồi người ta cho chúng tôi ngồi máy này, đấy, để ngồi là cho nó thông báo các thứ đấy. Hôm qua hôm kia là mua chỉ gói kẹo cái thức thôi, gói kẹo mấy cái thuốc đánh răng, nồi là bốc xăm được 3 cái xoong nhỏ nhỏ, bốc xăm trúng thưởng. Những chiếc máy như này được trưng bày tại hội thảo nhằm giải trí, vận động, tập thể dục thư giãn nhẹ nhàng cho khách hàng. Một số mặt hàng đưa mẫu dùng thử mà không phải trả tiền như sâm, dầu gội đầu trên bao bì đều mang nhãn hiệu Hàn Quốc. Hội thảo kết thúc sớm do sự có mặt của lực lượng chức năng đến kiểm tra về hoạt động mua bán hàng của đơn vị tổ chức, nên nhiều người dân ra về mà chưa kịp mua hay là mang quà tặng gì. Họ quảng cáo thích mua gì mới bán cái thôi. Quảng cáo dầu gội đầu rồi thì là kẹo sâm Hàn Quốc. Quà chúng tôi mang về rồi, cả nước rửa bát gì đó chúng tôi mang về rồi. Mỗi một lần đến đây là có quà. Làm việc với chính quyền địa phương, phóng viên được biết, ngày 10 tháng 5 năm 2023, chi nhánh hai công ty trách nhiệm hữu hạn Korea Rings Health Eagle có địa chỉ tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử, đến trao đổi về việc thuê hội trường tầng 2 khách sạn Phúc Hưng để mang một số máy móc, sản phẩm đến trưng bày cho bà con dùng thử. Sau khi nắm được thông tin, đơn vị hoạt động có tặng quà và bán một số mặt hàng và có dấu hiệu về chiêu trò bán hàng giá cao, thời gian vừa qua đã xảy ra ở một số địa phương, nên chính quyền thị trấn Trần Cao đã kịp thời chỉ đạo lực lượng công an thị trấn phối hợp với công an huyện, cơ quan chức năng xác minh kiểm tra về giấy tờ, thủ tục, hình thức kinh doanh, đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để cảnh báo, nâng cao nhận thức của người dân. Được biết, thời gian qua, một số doanh nghiệp đã đến các địa phương như xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang hay thành phố Hưng Yên tổ chức hội thảo, tặng quà, đồng thời có những chiêu trò bán hàng tinh vi, thổi giá cao hoặc lừa đảo gây thiệt hại cho người dân.